Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký chỉ thị số 10 CTTTG về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả. Đây được xem là yếu tố quan trọng, kịp thời và quyết liệt trong bối cảnh thị trường lúa gạo đang có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tinh giản đầu mối xuất khẩu, triển khai sàn giao dịch nông sản, đưa thương lái vào chuỗi giá trị lúa gạo. Đây là những vấn đề mới quan trọng nhằm tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi và đảm bảo lợi ích chính đáng của người nông dân trồng lúa, giữ uy tín cho mặt hàng gạo của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng theo dõi sát tình hình, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về diễn biến thị trường lúa gạo để người dân doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Vâng, thưa quý vị, trong nửa tháng trở lại đây, giá gạo xuất khẩu Việt Nam liên tục giảm mạnh do các đối tác chủ động mua chậm lại, chờ giá gạo giảm mới mua vào. Tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp chờ đợi giá lúa xuống thấp, còn người dân mong muốn bán được giá lúa cao như các tháng cuối của năm 2023. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm mất cơ hội xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sản xuất thu nhập của người trồng lúa. Vâng, thưa quý vị, mới đây thì triển lãm vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia kể về lịch sử canh tác lúa gạo ở Italia thông qua những bức ảnh đã được khai mạc tại Đại sứ quán Italia dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, ông Marco Delta Sita. Triển lãm được tổ chức cùng với chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Italia Francesco Lollobrigida. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Italia tại Việt Nam ông Marco Della Seta chia sẻ, Italia là đất nước sản xuất lúa gạo hàng đầu châu Âu với diện tích 220.000 ha và cho sản lượng trung bình 1 triệu tấn gạo mỗi năm. Tương tự Việt Nam, ngành hàng lúa gạo nắm vai trò trung tâm trong lịch sử, xã hội, kinh tế và ẩm thực Italia. Triển lãm vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia đã tạo ấn tượng với người xem bằng cách đưa khán giả về với lịch sử sản xuất lúa gạo tại quốc gia này từ hơn 500 năm trước thông qua những bức ảnh tại những vùng sản xuất nông nghiệp lớn. Những cánh đồng lúa, những người nông dân chân lấm tay bùn, đó là những vẻ đẹp trong lao động. Ấn tượng đầu tiên của con là con cảm thấy triển lãm này vô cùng thú vị ạ. Con có thể nhận biết được sự tương đồng và sự khác biệt giữa trồng lúa Việt Nam và trồng lúa của Ý ạ. Là nó đều là ở gần sông ạ. Là trồng lúa là phụ thuộc vào nước ạ. Ở Ý nó có sự tập trung thì hầu hết là người ta sẽ chọn cách là dần dần người ta sẽ sử dụng bằng máy. Còn ở Việt Nam do đất, các mảnh đất ấy, nó không có tập trung với nhau, thế nên là hầu hết người dân sẽ tự trồng bằng kiểu thủ công ạ. Cơ giới hóa và phát triển các kỹ thuật tiên tiến được xem là đồng minh đắc lực trên các cánh đồng lúa ở Italia. GPS và máy bay không người lái giúp thực hiện canh tác chính xác. Việc tránh lãng phí này đã mang lại tác động tốt đến môi trường và kinh tế của các nông trang. Ở Ý, chúng tôi đã phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao trong thế kỷ trước. Thực tế là nhân lực trong nông nghiệp đã giảm đi hàng năm và việc sử dụng công nghệ có thể thu hoạch được những vụ mùa bội thu, đồng thời giảm nhân lực và chi phí sản xuất. Hơn nữa, một số công việc trong nông nghiệp rất vất vả, nặng nhọc và đối với sức khỏe của con người, việc sở hữu những công nghệ hỗ trợ công việc là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao Ý là một trong những nước sản xuất lớn về công nghệ và máy móc cho nông nghiệp và là nhà xuất khẩu quan trọng các loại máy móc này để cơ giới hóa nông nghiệp. Tham dự buổi triển lãm, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho rằng đây không chỉ là cơ hội để chúng ta hiểu hơn về kỹ thuật canh tác sản xuất lúa gạo ở Italia, mà còn là tiền đề để từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp. Tôi thiết nghĩ rằng là cái việc này cũng cần nên hợp tác và trao đổi kinh nghiệm. Trong đó thì có hợp tác cả cái việc mà chế biến bảo quản để làm sao mà các cái sản phẩm nông nghiệp của người dân làm ra. Bởi vì nó liên quan đến cái chế biến bảo quản, đâm ra là chúng ta còn hạn chế. Đấy, đâm ra là cái việc mà nông nghiệp thì có lúc được mùa mất giá và có lúc được giá mất mùa. Thế bắt buộc chúng ta muốn ổn định được cái đấy thì chúng ta phải có các cái nhà máy chế biến và bảo quản. Ở Italia, việc trồng lúa luôn đi đôi với bảo vệ môi trường. Tính bền vững là khẩu hiệu cho loại cây trồng có môi trường giàu đa dạng sinh học này. Đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam hướng đến trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng khi 25% diện tích trồng lúa của Italia là trồng lúa hữu cơ. Và Việt Nam đang dành 1 triệu hecta để tạo vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Triển lãm vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia cũng tôn vinh những điểm tương đồng trong nông nghiệp giữa Italia và Việt Nam. Triển lãm sẽ mở cửa cho khách tham quan tới ngày 14 tháng 3 năm 2024.
Thưa quý vị, các sản phẩm OCOP ngày càng khẳng định được giá trị và uy tín trên thị trường. Đồng thời, người tiêu dùng Việt Nam đã hình thành thói quen lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín và việc gắn sao OCOP đánh dấu chất lượng, niềm tin của sản phẩm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao của 32 chủ thể tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp thành phố Hà Nội năm 2024, tạo điều kiện đưa các sản phẩm đảm bảo chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong số các huyện có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đợt này, thì ba huyện Thanh Trì, Chương Mỹ và Phú Xuyên của thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao nhất. Mỗi địa phương có 12 sản phẩm được chứng nhận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được chứng nhận theo quy định. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, định kỳ tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định là ngày 4 tháng 3 năm 2024. Các sản phẩm đạt 4 sao OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 được khen thưởng theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực nông nghiệp giá trị thương mại giữa hai nước chỉ đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số khá khiêm tốn và đang mở ra những cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại. Cùng với đó thì Hàn Quốc thời gian qua cũng đã hỗ trợ Việt Nam khá nhiều các dự án về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó thì đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cây trồng, nghiên cứu chọn tạo cây giống và công nghệ sau thu hoạch. Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các dự án về phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Đây là khẳng định của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trong cuộc làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vào chiều nay tại Hà Nội. Tại cuộc làm việc, Đại sứ Hàn Quốc và tại Việt Nam cho biết Hàn Quốc rất ấn tượng về sự phát triển trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam thời gian qua, đồng thời rất vui mừng khi một số các dự án mà phía Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam như đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho hệ thống trang trại Startfarm tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đầu tư công nghệ trồng dâu tây, khoai tây và dâu tằm tại Việt Nam. Đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết Việt Nam đã tận dụng rất tốt sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ hợp tác trong thời gian tới về khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nhà khoa học giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên kỳ vọng trong năm 2024, Việt Nam có thể xuất khẩu các sản phẩm bưởi chất lượng cao sang thị trường Hàn Quốc. Tiếp theo là các sản phẩm như chè, xoài. Các cơ quan chuyên môn của Việt Nam như Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Trồng trọt sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kiểm dịch thực vật an toàn thực phẩm đối với các hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.